cả nhà, cả nhà ơi, nhà thấy trái này là trái gì không? Hôm nay Như Huyền sẽ thử thách ăn hết trái dưa này nha cả nhà. Giờ mời anh chị và cô chú cùng xem Như Huyền ăn coi có hết trái dưa này hay không nha. Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Như Huyền sẽ thử thách coi Như Huyền có ăn hết miếng trái dưa này không nha cả nhà. Như Huyền trẻ ra rồi nè cả nhà. Quá trời trái dưa này cũng bự, nhiều lắm cả nhà. Bây giờ Như Huyền sẽ mời anh chị và cô chú cùng ăn với trường hợp Như Huyền nha. Giờ Như Huyền sẽ thử thách hôm nay coi Như Huyền có ăn hết cái trái dưa này hay không nha. Giờ mời anh chị và cô chú cùng ăn trường hợp Như Huyền nha. Như Huyền mời mọi người ăn ăn cùng với Như Huyền nha. Như Huyền chả bự quá, chả bự quá khó ăn. Trái dưa nó chín mà nó mọng nước rồi nó cát không cả nhà. Không biết ăn hết không nữa. Trái dưa này cũng bự. Hết một miếng này cả nhà, cái này đậu một cặp được cả nhà. Cặp hết được rồi, cái đó nó bị sát, nó sát dao quá không còn cặp được. Xong một miếng cả nhà ơi. Nó rất là ngọt. Ngon lắm cả nhà ơi, rất là ngon mà cả nhà ăn nha. Bữa nay làm thử thách ăn dưa, ăn ra có hết cái dưa không? Để coi cái kết quả cái mà Như Huyền phải ăn hết cái trái dưa này không. Cái miếng dưa này là khổng lồ luôn nè cả nhà, mời cả nhà ăn nha. Trái dưa này là khổng lồ luôn, cái miếng này khổng lồ luôn nè, rất là to nha. Như Huyền mời cả nhà nha. No nước của cả nhà chắc ăn không hết mà cả nhà. Nó no nước mà nó lạnh nè.
Ở nó quá nhảy. Nó ngon thiệt. Mà nó đo nước để cho tủ lạnh đó nha, để cho tủ lạnh á. Nó có nước rất là nhiều mọng nước luôn, cho nên là rất là no. Như Huyền thử thách chắc Như Huyền ăn không nổi rồi. Ăn được nhiều được hết cả nhà ha. Ngon quá đó nhờ. Còn 3 miếng là để Như Huyền gác nữa coi. Còn 3 miếng là Như Huyền gác thêm miếng này nữa coi. Mời cả nhà ăn tiếp miếng nữa nha. Như Huyền á, lúc trước Như Huyền có thử thách á, 1 phút 30 giây ăn hết 2 miếng dưa khổng lồ cả nhà. Cả nhà mở, cả nhà có muốn xem lại clip của đó có Như Huyền á, cả nhà kéo xuống á, mấy clip chắc cách đây cũng tháng mấy 2 tháng rồi đó cả nhà, cái clip đó chắc tháng mấy rồi, cả nhà kéo xuống sâu sâu á, cả nhà sẽ thấy Như Huyền thử thách ăn cái 2 miếng dưa siêu to á, trong vòng 1 phút 30 giây cả nhà. Như Huyền có cái clip đó đó. Còn 2 miếng nữa Như Huyền ăn thêm miếng nữa cả nhà. Thử là cái chất ăn hết trái dưa không? Mời cái nhà tiếp tục nữa nha. Rất là ngon luôn. Gặp ăn nhầm miếng dưa hột nó với dưa hột không à. Ăn trong chắc có hột dưa mọc trong. Hột dưa mọc trong bụng luôn. Cố lên cho hết cái dưa luôn cả nhà. Còn miếng nữa nhà mà già no quá ăn nổi mỗi miếng này. Cái miếng này cũng miếng siêu to nữa. Thôi lỡ rồi Như Huyền gán luôn. Gán cho hết luôn. Tắt ra. Cái thử thách của Như Huyền hôm nay có ăn hết cái dưa hay không? Kết quả của Như Huyền là đã thành công nha cả nhà. Như Huyền đã ăn hết dĩa trái dưa luôn nha cả nhà. Video của Trần Ngọc Như Huyền hôm nay cũng khá dài, Như Huyền xin kết thúc video. Cả nhà thấy clip của Trần Ngọc Như Huyền cái thử thách này có dễ thương và hay thú vị, cả nhà hãy cho Như Huyền một like và một đăng ký chia sẻ giúp Trần Ngọc Như Huyền nha. Bye bye.